Hôm nay ngày 31 tháng 5, ngày thế giới không khói thuốc lá, nhưng sự kiện này chúng tôi muốn nhắc đến con số 60% trong chuyên mục mỗi ngày một con số hôm nay. Đây là tỷ lệ hút thuốc lá thụ động, phơi nhiễm với khói thuốc lá tại nhà tại Việt Nam hiện nay. Bộ Y tế cho biết theo kết quả thống kê toàn cầu về sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành năm 2016, Việt Nam hiện có khoảng 15 triệu người đang hút thuốc lá, nằm trong nhóm 15 quốc gia có số lượng người sử dụng thuốc lá cao hàng đầu thế giới. Đáng chú ý, tỷ lệ người hút thuốc lá thụ động, tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc lá tại nhà là gần 60% và tại nơi làm việc là trên 40%. Trong đó, phụ nữ và trẻ em đang là nạn nhân chính của hút thuốc lá thụ động trong chính ngôi nhà của mình. Trước thực tế trên, Bộ Y tế phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động chương trình Tổ ấm không khói thuốc. Qua đó, kêu gọi những người phụ nữ trong gia đình chủ động lên tiếng, vận động người thân không hút thuốc. Đồng thời, kêu gọi nam giới và cộng đồng cùng phụ nữ tạo ra những tổ ấm 100% không khói thuốc lá, góp phần giảm tỷ lệ phụ nữ và trẻ em hút thuốc lá thụ động, từ đó giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do hút thuốc lá thụ động.